Hữu Thoại, Văn Sáng. Chúng tôi là đoàn viên đoàn cơ sở Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đồng Tháp. Chào mừng tất cả các bạn đoàn viên thanh niên đã đến với cuộc thi giới thiệu sách với chủ đề sách Người bạn đồng hành của thanh niên năm 2024. Các bạn thân mến, chuyển đổi số đang diễn ra ở các quốc gia và các mức độ khác nhau. Ở nước ta, chương trình chuyển đổi số đang nhanh chóng lan rộng trên cả nước. Nhiều doanh nghiệp đang tích cực và thực hiện chuyển đổi số. Hầu hết các tỉnh thành và bộ ngành đã công bố đề án chuyên đề chuyển đổi số, và chuyển đổi số cũng được áp dụng trên hầu hết các công tác mặt giáo dục và thanh niên hiện nay. Hôm nay, chúng tôi sẽ cùng giới thiệu đến các bạn quyển sách với tựa đề Chuyển đổi số thế nào của tác giả Hồ Tú Bảo và Nguyễn Nhật Quang. Cuốn sách có 6 chương, bao gồm chương 1 cơ bản về chuyển đổi số, chương 2 phương pháp luận ST235 của chuyển đổi số, chương 3 chuyển đổi số quốc gia, chương 4 chuyển đổi số về các lĩnh vực kinh tế xã hội, chương 5 chuyển đổi số địa phương, chương 6 chuyển đổi số doanh nghiệp. Chuyển đổi số thế nào là cuốn thứ hai trong bộ sách căn bản về chuyển đổi số của nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông do giáo sư Hồ Tú Bảo và tiến sĩ Nguyễn Nhật Quang biên soạn. Cuốn đầu tiên với tựa đề Hỏi đáp về chuyển đổi số, tác giả Nguyễn Huy Dũng, Hồ Tú Bảo, Nguyễn Nhật Quang. Nội dung sách giới thiệu phương pháp luận ST235 và trình bày về quá trình chuyển đổi số quốc gia trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, các địa phương và doanh nghiệp. Cuốn sách vừa giành giải B giải thưởng sách quốc gia lần thứ 6 này sẽ giúp cho mỗi cá nhân, tổ chức nhận thức được chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện. Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi trở thành chiến lược cốt lõi, thay vì chỉ là sự nỗ lực riêng biệt, nó phải bao hàm lên mọi hoạt động, bước đi của một tổ chức. Tác phẩm này trình bày một cách khoa học từ những điều cơ bản về chuyển đổi số như khái niệm, vai trò, đến phương pháp, vấn đề cốt lõi của chuyện đề chuyển đổi số. Sau đó đi vào cụ thể các lĩnh vực trọng tâm như chuyển đổi số quốc gia, kinh tế xã hội, địa phương, doanh nghiệp thông qua 2 nguyên lý, 3 cặp nguyên tắc và 5 vấn đề. Từ đó, sách đưa cho chúng ta lời giải quyết về sự thành công hay thất bại của quá trình thực hiện chuyển đổi số với các tổ chức. Ví dụ, chọn việc gì để làm trước, nên chọn cái khó nhất hay gọi là nỗi đau lớn nhất, vấn đề tồn tại lâu rồi còn gọi là bài toán thiên niên kỷ, hoặc đưa ra những vấn đề nóng khiến người dân bức xúc để xem công nghệ số có giải quyết được không, chuyển đổi số thế nào để giúp cho chúng ta có những ý tưởng mới và độc đáo về áp dụng công nghệ thay đổi và cách làm việc. Chiến lược chuyển đổi số cho người đứng đầu chỉ đạo xây dựng và được lan tỏa thấm nhuần với từng thành viên của tổ chức. Sách đã đưa ra 3 nhiệm vụ phải thực hiện để chuyển đổi số mang lại hiệu quả cao, có tác động đến toàn bộ tiến trình chuyển đổi. Đầu tiên, phải có được những ý tưởng mới và độc đáo về công nghệ hoặc ứng dụng công nghệ cho một mục tiêu xác định. Tiếp đó, phải thực hiện và cài đặt những ý tưởng đó trong thực tế. Cuối cùng, phải đem được kết quả đó vào sử dụng, tạo ra và lan tỏa giá trị mới. Các quan điểm, nội dung và hoạt động của doanh nghiệp, từ kinh nghiệm tích lũy của các tác giả trong quá trình tư vấn, giảng dạy chuyển đổi số cho nhiều doanh nghiệp trong các ngành khác nhau, nhưng vẫn có thể vận dụng ở một mức độ nào đó cho các tổ chức như trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu và thậm chí là từng cơ quan quản lý nhà nước cụ thể. Bạn đọc thân mến, chuyển đổi số là một trong những mục tiêu được quan tâm và hàng đầu của các doanh nghiệp công nghệ hiện nay tại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cũng đặc biệt quan tâm đến chuyển đổi số trong cách mạng công nghiệp 4.0 và giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng đề án chuyên đề chuyển đổi số quốc gia và trình đề án cho Thủ tướng ngay trong năm 2019. Tại Việt Nam, các mô hình chuyển đổi số cũng đang tạo ra những dịch vụ có ích cho người dân và tận dụng một cách hiệu quả nguồn lực nhàn rỗi của xã hội. Tuy nhiên, nó cũng tạo ra những mâu thuẫn thay đổi cơ bản với mô hình kinh doanh truyền thống. Thế mạnh công nghệ mới đang giúp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp giành được lợi thế trên các lĩnh vực công nghiệp truyền thống. Xu thế này tạo ra những thay đổi quan trọng trong chuỗi giá trị các ngành công nghiệp cũng như chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay đòi hỏi các tổ chức, doanh nghiệp và mô hình truyền thống phải có sự thay đổi mạnh mẽ để tiếp tục tồn tại và phát triển. Với dân số gần 100 triệu người và là nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhất nhì trong khu vực, dân số trẻ, năng động, có khả năng tiếp cận công nghệ cao một cách nhanh chóng. Các chuyên gia đánh giá, Việt Nam có nhiều tiềm năng rất lớn trong việc chuyển đổi số. Đây là những cơ hội mạnh mẽ để các doanh nghiệp Việt Nam tạo ra sự đột phá trên thị trường thông qua chuyển đổi số.
Hiện nay, quyển sách này đang được trưng bày song song tại tủ sách khuyến học của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đồng Tháp, văn phòng đoàn cơ sở trung tâm và có bán tại các nhà sách trên toàn quốc. Mời các bạn quan tâm chúng ta cùng tìm hiểu về quyển sách này nhé. Phần giới thiệu quyển sách hay của tuổi trẻ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đồng Tháp đến đây là kết thúc. Kính chúc các bạn đoàn viên thanh niên, bạn đọc càng xa sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời với cuộc thi giới thiệu sách chủ đề sách Người bạn đồng hành của thanh niên năm 2024. Hữu Thoại, Văn Sáng xin chào và hẹn gặp lại.